Mưu Tôn. Tháp Mưu Tôn. Tôi đã từng chiến đấu với đám cộng sản này. Bọn chúng vô cùng giả quan. Đám dân động này, bọn chúng chính là điểm đột phá của chúng ta. Bọn chúng đánh trận chỉ để ý tới người nhà của mình. Chúng ta nhắm vào điểm yếu này, chỉ cần quấy nhiễu quân tâm của chúng thì liền có thể thành công. Tôi đã viết một vài chữ, anh có thể thử cách này. Đoàn trưởng Trần, đối phương không tới 100 người, dựa vào trang bị của quân ta công chiếm Dương Giác Nham không thành vấn đề. Nhưng mà Tham Mưu Tôn, nếu như tôi nhớ không lầm, hình như anh đã từng thất thủ ở Dương Giác Nham một lần, đúng không? Nghe tôi nói, Tham Mưu Tôn, dùng cách của anh là dùng thi thể của anh em chúng ta làm tấm chắn. Dùng cách của tôi xem. Dùng cách của tôi xem. Cảnh vệ, cầm loa theo. Mọi người hãy kiên trì. Đội chi viện Hồng quân sắp tới rồi. Dừng bắn. Dừng bắn. Dừng bắn lại hết. Các anh em ở đối diện, đừng bắn nữa. Họ Tôn tôi có vài lời muốn nói. Các anh em ở đối diện, đừng đối kháng một cách vô ích nữa. Đừng hy sinh một cách vô ích nữa. Chúng tôi chuẩn bị cho các người hai con đường. Một là đường về nhà, một là đường chết. Nghĩ tới người nhà của các người, tôi tin rằng là một dân thường có thể sống sót quan trọng hơn bất cứ điều gì. Đây là kế đánh vào tâm lý của địch. Mọi người đừng tin. Các anh em, đây là lời nói dối của chúng. Súng đạn mới là ngôn ngữ. Dương Đại Lôi, đưa súng ngắn cho tôi. Anh muốn làm gì? Mau. Đây. Cẩn thận một chút. Cha mẹ các người và con cái các người đều đang đợi các người. Nếu như các người chết rồi, các anh em ở đối diện, đừng đối kháng một cách vô nghĩa nữa. Cũng đừng hy sinh một cách vô ích nữa. Cha mẹ và con cái của các người đều đang đợi các người quay trở về. Nếu như các người chết rồi thì họ phải sống thế nào? Các anh em, chúng ta hãy đợi phản ứng của cộng sản. Đứng im, không được cử động. Các người về trước, để tôi xử lý. Dạ. Đằng anh, không ngờ lần này chúng ta gặp nhau lại là ở trong tình thế, địa điểm thế này. Tôi thật hối hận. Sao năm đó lại quen biết cậu? Năm đó anh nên đi cùng tôi làm việc cho Quốc Dân Đảng. Hai bên chúng ta ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Sao cậu không nói mình đã chọn nhầm đội? Đàn anh, hãy cùng gia nhập vào Quốc Dân Đảng với tôi đi. Đừng chết một cách vô nghĩa. Ai sẽ ở trong lòng và ai sẽ nhớ tới? Tôi chỉ biết hiện giờ tôi đang sống, cuộc sống rất có ý nghĩa. Sự nghiệp mà tôi đang theo đuổi rất có ý nghĩa. Kẻ thắng lợi từ trước tới nay chỉ dùng lịch sử để sỉ nhục kẻ thất bại. Kẻ thất bại chỉ biết kêu rên với người thắng cuộc. Đảng Cộng sản chỉ là ngọn lửa nhỏ, lại vọng tưởng có thể đốt cả thảo nguyên. Còn chưa đợi các người cháy bén thì đã bị Quốc Dân Đảng dập rồi. Đàn anh,
Anh vẫn chưa nhìn rõ tình thế hiện giờ sao? Đây là thế cục hiện giờ. Đó là vì các người suy nghĩ nông cạn. Tôi suy nghĩ nông cạn. Đàn anh, ban đầu khi anh và tôi du học ở Liên Xô, anh hiểu rõ chủ nghĩa Mác Lênin hơn bất kỳ ai. Những gì Mác Lênin đã hứa với đảng Cộng sản mà nói là quá xa vời. Xa vời, tương lai lại không xa. Đảng Cộng sản Trung Quốc chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt quốc dân đảng của các người, từ đó để cho dân thường có được cuộc sống có tôn nghiêm hơn. Buồn cười, không có tư tưởng, tinh thần chủ nghĩa mới là đáng cười. Nhưng mà người đáng cười nhất là cậu, bởi vì thắng lợi cuối cùng của chúng tôi cậu sẽ không có cơ hội nhìn thấy. Anh có thể thấy sao? Chắc rằng anh cũng không thể nhìn thấy. Tôi không giết anh, không phải vì tình bạn với hai chúng ta. Tôi sẽ để anh còn sống mà nhìn lời nói của anh hôm nay quang đường thế nào. Tôi sẽ để anh sống thật tốt. Tôi để anh sống để nhìn thấy quốc dân đảng sẽ tiêu diệt đảng Cộng sản thế nào. Làm thế nào để tiêu diệt đám mơ mộng chủ nghĩa đảng Cộng sản của các người. Cậu sẽ hối hận, hối hận quyết định hôm nay của mình. Người hối hận không phải là tôi. Tôi không biết anh có thể sống bao lâu. Có lẽ anh sẽ chết trong đạn lạc. Nhưng chỉ cần sống thêm một chút, không đến một khắc nữa, anh sẽ nhìn thấy trận địa của các người bị chúng tôi công phá, để chứng minh anh sai rồi. Thế nào đoàn trưởng Trần, cách của anh có tác dụng không? Yên tâm, nhất định sẽ có hiệu quả. Đợi thêm một lát nữa. Đợi gì mà đợi? Mọi người, xông lên. Tham mưu tôn, tham mưu tôn, bắn. Nằm xuống. Anh bác, chỉ đạo viên về chưa? Vẫn chưa về. Tiên rồi. Đội trưởng, đội tiên phong khi nào mới tới? Không chống đỡ được nữa rồi. Không chống được cũng phải chống. Cho dù chỉ còn một người cũng phải chống. Hán Tường, đây, được. Anh bác, có. Chăm sóc hải dân. Dạ. Anh đi đâu vậy? Em tránh ra. Nằm xuống. Ngân Tú, dẫn theo cựu phu nhân rút lui trước. Tôi không đi. Giờ đã là lúc nào rồi? Để chúng tôi rút lui. Chỗ tôi đây cũng không đi nổi. Mọi người có biết thế này nghĩa là gì không? Cho dù là chết,
Tôi cũng muốn tranh thủ chút thời gian cuối cùng cho anh. Lúc này nếu như rút lui, vậy thì không phải giống với đào binh sao? Nhà họ Cừu chúng tôi chưa có ai tham sống sợ chết cả. Cho dù tôi đồng ý, con cái của tôi, 7 người con dâu của tôi cũng sẽ không đồng ý. Có đúng không? Đúng, chúng tôi không đi. Được, liều mạng cho tôi. Người anh em, liều mạng với chúng. Đội trưởng, mau buông tôi ra. Đội trưởng, nhanh, nhanh, mau theo sát, nhanh. Đội trưởng nhìn kìa, bộ đội Hồng quân của ta. Quá rồi, các con, Hồng quân tới rồi. Quả lực của kẻ địch quá mạnh, chúng ta không chống đỡ nổi. Tham mưu tôi, anh là người phát ngôn, sao lại không quyết định? Giờ chỉ có thể liều mạng, kết quả chỉ có thể dựa vào ý trời. Tình huống nạn nhà anh, bảo các anh em rút lui. Rút, mọi người rút. Các anh em rút. Rút. Các anh em rút mau. Chỉ đạo viên, anh không sao chứ? Anh làm tôi sợ chết được. Tôi cho rằng anh chết rồi đó. Cách cái chết một bước nữa thôi. Sao vậy? Viên đạn bay vòng qua đầu anh à? Tôi làm gì có bản lĩnh như anh? Tôi tránh viên đạn bay. Cuối cùng chúng ta cũng đợi được quân tiên phong đến tiếp ứng rồi. Giỏi lắm, giỏi lắm. Thế này tôi có thể chứng minh cho cậu ta thấy. Anh muốn chứng minh cho ai thấy? Cái người khiến tôi cách cái chết một bước. Đưa súng cho tôi. Đi thôi. Đi. Chúc
Mời. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Đây, đừng khách sáo. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Đi, cảm ơn. Chào mừng, chào mừng. Cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Được, được, được. Nào, cạn ly. Cạn. Nào. Được. Được. Nào, nào, nào. Rót đầy, rót đầy. Mọi người ăn đi. Ăn tự nhiên. Ăn no đi. Tôi cạn ly, cạn ly. Nào, 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 đồng hương. Nào, nào, nào. Nào. Mọi người ăn đi. Cạn ly. Cảm ơn, mọi người nhiệt tình quá. Đội trưởng, cảm ơn. Đây là tộc trưởng của chúng tôi. Đây là đội trưởng của tiểu đội chúng tôi, đồng chí Dương Đại Lôi. Chào mừng, chào mừng. Chào tộc trưởng, chào cậu. Đây là đồng chí Đường Hải Dân. Thật xinh đẹp, chào tộc trưởng. Hôm nay chính là tiết Hải Dân của thôn làng chúng tôi. Chúng tôi nhất định phải bày bàn dài cùng ăn cơm. Đây là chuyện lớn của tộc làng. Sau đó chúc dụ mùa cầu bình an. Được. Mời cậu uống chén rượu này. Chúng ta chính là người một nhà. Được. Kính tộc trưởng, mời. Uống chén rượu này, chúng ta chính là người một nhà. Cạn ly. Được. Tộc trưởng, tôi giới thiệu với ông người này. Đây là chỉ đạo viên của tiểu đội chúng tôi. Cũng là đại anh hùng trong lòng của người dân Động Trại. Đồng chí Tưởng Duy Khắc. Tưởng Duy Khắc, người trong làng biết tới cậu từ lâu rồi. Nào, uống chén rượu này. Chúng ta kính đại anh hùng. Không tới mức đại anh hùng, tộc trưởng. Nào, anh bác, nhị ngưu, cùng uống. Nào, nào, nào. Nào, tộc trưởng, cạn ly. Tộc trưởng, đây là cựu phu nhân của Thanh Phong trại chúng ta. Nghe danh phu nhân đã lâu, xin mời. Vinh hạnh. Tộc trưởng, hay là chúng ta ngồi xuống.
cùng nhau từ từ uống. Được, 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 mời, xin mời. Nào, mời ngồi, mời ngồi. Hay quá đi. Nào, nào. Cạn ly. Nào, cạn ly. Mọi người cạn ly. Cạn ly, cạn ly. Nào, cạn ly. Cạn ly. Đừng khách sáo. Cạn. Chính quỷ, có người tìm anh. Sư 18 quân đoàn Hồng Lục, đội trưởng tiểu đội trinh thám đoàn 54, Dương Đại Lôi tới báo cáo. Đại Lôi, chào thủ trưởng. Thủ trưởng, thì ra anh chính là Dương Đại Lôi. Đúng vậy, cậu ấy là Dương Đại Lôi. Vất vả rồi. Không vất vả. Duy Khắc, thủ trưởng. Vất vả rồi. Nên làm. Anh Bác, Nhị Ngưu, mau qua chào hỏi thủ trưởng đi. Chào thủ trưởng. Chào thủ trưởng. Hải Dân. Hải Dân, chúng tôi đã biết chuyện giữa cô và cha cô rồi. Cảm ơn sự nhượng bộ của cha cô với chúng tôi. Chuyện này rất quan trọng với Hồng quân chúng ta. Đương nhiên, người nên cảm ơn nhất chính là cô. Thủ trưởng, thân là một Hồng quân, đây là chuyện tôi nên làm. Đại Lôi, các vị đây là... Thưa thủ trưởng, Cừu phu nhân.
Tôi giới thiệu cho anh một chút. Thủ trưởng, xin chào. Đây là Cừu Nguyệt Kiều phu nhân. Thật ra bà ấy cũng là một chiến sĩ cách mạng Hồng quân. Ngân Tú, thủ trưởng, trong lúc chúng tôi chấp hành nhiệm vụ, bọn họ đã ủng hộ và giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Thủ trưởng, tôi có một đề nghị, để đồng chí Ngân Tú gia nhập vào trong đội ngũ của chúng tôi. Chào thủ trưởng. Tôi đại diện cho Hồng quân cảm ơn mọi người. Chào mừng mọi người tham gia vào đội ngũ Hồng quân. Hay. Thủ trưởng, tiểu đội chúng tôi đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Xin hỏi khi nào chúng tôi có thể về đội? Tôi cũng vừa mới từ Tương Tây đến Lê Bình, tạm thời còn chưa được. Tuy rằng chúng ta đã chiếm được Lê Bình, nhưng trong đây vẫn còn rất nhiều kẻ địch tiến hành phá hoại chúng ta bất cứ khi nào. Sao vậy? Có nhiệm vụ mới à? Cơ quan lãnh đạo muốn chỉnh lý lại nơi này, nhưng kẻ địch đang ẩn nấp trong thành, khẳng định sẽ tiến hành ám sát và hoạt động phá hoại. Tiểu đội của mọi người phải điều tra rõ kẻ địch trong thành, đảm bảo sự an toàn của đồng chí lãnh đạo, để công tác bảo vệ an toàn của chúng ta không được có bất cứ sơ sót, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tình huống gì vậy? Được rồi. Anh Bác, Châu Hán Tường đâu? Không biết nữa. Sao vậy? Lại nhớ tới Thu Dung sao? Đời này kiếp này chỉ có một mình Thu Dung, làm sao có thể dễ dàng quên được. Đúng vậy, tôi hiểu được cảm giác của cậu. Cảm ơn. Hán Tường, tôi biết mục đích chân chính của cậu gia nhập Hồng quân là gì. Tôi cũng muốn nói cho cậu biết, chúng ta còn sống không chỉ vì báo thù. Dương Đại Lôi, tôi thực sự rất bội phục anh. Nhưng cho dù thế nào, tôi nhất định sẽ giết Trần Bái Nhiên. Trần Bái Nhiên, trên tay hắn dính máu của anh em trong tiểu đội, là kẻ thù chung của chúng ta. Không, tôi nhất định phải chính tay giết Trần Bái Nhiên. Ai giành với tôi thì đó chính là kẻ địch của tôi. Châu Hán Tường, dựa vào sức của cậu sẽ không giết được Trần Bái Nhiên. Tôi không hy vọng cậu vì Trần Bái Nhiên mà đánh mất tính mạng của mình. Là anh muốn tôi báo thù cho Thu Dung. Lẽ nào giờ anh muốn ngăn cản tôi sao? Tôi không tới ngăn cản cậu, tôi tới nói cho cậu ý nghĩa của việc còn sống. Còn sống. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới rốt cuộc vì sao tôi lại sống. Là Thu Dung. Là Thu Dung khiến tôi hiểu trên đời này còn có thứ đẹp đẽ đáng để tôi cố gắng phấn đấu. Vì có thể đứng cùng một chỗ với Thu Dung, tôi cố gắng trở thành người ưu tú hơn. Chỉ vì muốn chứng minh tôi xứng với cô ấy. Nhưng mà bây giờ tôi không còn gì cả. Thu Dung không còn nữa. Tất cả đều không còn ý nghĩa gì. Không, giờ tôi càng ngày càng rõ ràng, tôi còn sống không phải vì điều gì khác, chỉ là vì báo thù cho Thu Dung. Nếu như cậu thực sự nghĩ như vậy thì Thu Dung sẽ đau lòng đó. Nếu như đổi thành Hải Dân bị giết, tôi tin rằng anh cũng sẽ giống như tôi. Chúng tôi đang thảo luận vấn đề của cậu. Châu Hán Tường, tôi hy vọng cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ.
có phải thực tâm thực lòng muốn tham gia Hồng Quân, không trộn lẫn chút tình cảm cá nhân nào. Chỉ có như vậy, cậu và Thu Dung mới có thể vĩnh viễn ở cạnh nhau. Dương Đại Lôi, tôi đồng ý với anh. Vốn dĩ lời này không nên do tôi nói ra, nhưng chỉ đạo viên cứ bắt tôi nói. Vậy tôi sẽ nói. Có hai chuyện. Thứ nhất, chúng ta chào mừng đồng chí Châu Hán Tường gia nhập vào đại gia đình Hồng Quân. Chào mừng. Tốt, tốt. Chuyện thứ hai chính là nói đến Đường Hải Dân. Từ khi cô ấy gia nhập tiểu đội tới nay, đây là lần đầu xuống bếp, cho nên tôi muốn nói với mọi người. Mọi người có lộc ăn rồi. Vậy sao? Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nấu ăn, hy vọng mọi người nể mặt, ăn nhiều một chút. Mọi người hành quân vất vả rồi, ăn nhiều một chút đi. Đội trưởng Dương, tôi thấy không phải mọi người có lộc ăn, là cậu có lộc ăn đó. Nào nào nào, ngồi đi, ngồi. Được, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Ngồi. Mọi người ăn đi, đội trưởng. Anh qua đi. Sao vậy? Ngồi xuống, bên cạnh Hải Dân đi. Cái này cho anh. Đội trưởng, khi nào thì anh cưới Hải Dân? Nhìn cô ấy kìa. Ăn cơm trước đi. Anh đứng lên đã. Ăn cái gì mà ăn? Tôi hỏi anh khi nào thì anh cưới Hải Dân? Ngân Tú, hôm nay là ngày lành, cô đừng nhắc tới chuyện này. Đừng nhắc, phải ăn cơm đi. Tại sao lại không nhắc? Chính vì hôm nay ngày lành nên mới phải nhắc đó. Đội trưởng, tôi hỏi anh một câu, khi nào thì anh cưới Hải Dân? Ngân Tú, đội trưởng, anh có yêu Hải Dân không? Ăn cơm trước có được không? Đừng đánh trống lảng. Tôi hỏi anh một câu, anh có yêu Hải Dân không? Yêu. Bình thường khi đội trưởng đánh trận nói rất lớn tiếng, sao lúc này lại nhỏ tiếng vậy? Không nghe thấy. Không nghe thấy gì hết. Yêu. Yêu thì nên ở bên nhau. Ở bên nhau. Đúng, ở bên nhau. 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 Anh Đại Lôi, tôi thừa nhận trước đây tôi từng thích anh, nhưng tôi không có phúc như Hải Dân. Chị Hải Dân tốt như vậy, lấy được chị ấy là phúc của anh đó. Chị Hải Dân, trước đây chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng tôi trong lòng thực sự rất thích chị. Cho nên Ngân Tú, tôi thật lòng chân thành chúc phúc cho hai người. Hy vọng hai người được hạnh phúc. Cảm ơn cô. Cô trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi, người cũng xinh đẹp hơn. Cô vẫn luôn là Ngân Tú, anh hùng và hào sảng trong lòng tôi. Chị Hải Dân, cảm ơn. Đến giờ tôi mới biết, không nên để đến khi mất đi rồi mới hối hận. Cho nên mọi người chúng ta đều đang đợi uống rượu mừng của hai người đó. Đúng vậy, đúng, đều đang đợi đó. Uống rượu mừng. Đừng đùa nữa, đừng đùa nữa. Chúng ta ăn cơm trước đi. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, chúng ta cần chấp hành nhiệm vụ. Còn về chuyện kết hôn này, sau này rồi nói.
ăn cơm đi. Đội trưởng, trước đây cậu không nói như vậy đâu. Tôi nhớ khi đó chúng ta tấn công vào thành bảo, cậu lấy khẩu súng mà bác sĩ Hải Dân tặng, hôn nó rất mạnh mà. Thôi thôi thôi, có phải anh em không vậy? Tôi xem ngày nào thì thích hợp, người cũng xứng đôi. Hôm nay ở đây tôi lớn nhất, tôi làm mai cho hai người. Chuyện hôn nhân này quyết định luôn. Mọi người nói có đúng không? Được, được. Chỉ đạo viên, để họ ngồi cạnh nhau đi. Ngồi cạnh nhau, ngồi cạnh nhau đi. Ngồi cạnh nhau, ngồi cạnh nhau, ngồi cạnh nhau, ngồi cạnh nhau, ngồi cạnh nhau. Ngồi xuống đi. Hai họ liên hôn, nhất đường đế ước, vĩnh kết đồng tâm, đồng tâm tương xứng, cùng nắm tay nhau đi đến bạc đầu. Hôm nay lập hôn ước tại đây, kết thành đôi uyên ương. Mẹ, nói hay lắm. Hay, nói hay lắm. Mẹ đã tham gia hôn lễ 8 lần rồi, còn không học thuộc được như vậy sao? Mẹ, mẹ chỉ có 7 người con, sao lại là tham gia 8 lần được? Đừng quên, khi mẹ còn trẻ kết hôn không phải là một lần sao? ăn cơm đi. Nào nào nào, ăn đi ăn đi. Ăn cơm. Nào, nếm thử xem có ngon không? Đồng chí, xuất trình giấy tờ. Mời. Đoàn trưởng Trần, sớm biết thế này thì nên đánh theo cách của anh rồi. Được rồi lão Tôn, đừng nói những lời này. Họ Trần tôi và tiểu đội đó có mối thù không đội trời chung. Giờ anh hận đám cộng sản đó hay là càng hận tiểu đội đó hơn? Đều như nhau. Hổ lạc Bình Dương. Không ngờ họ Trần tôi cũng có ngày hôm nay. Đánh mất Lê Bình cũng không thể tấn công được, làm sao quay về ăn nói với sư trưởng được đây? Đoàn trưởng Trần, anh đã đánh mất Lê Bình 2 lần. Nếu nhanh quay về, sư trưởng nhất định không tha cho anh đâu. Hiện tại đã không tiêu diệt được tiểu đội, lại đánh mất Lê Bình, tôi quay về cũng không còn cách nào ăn nói với sư trưởng. Thật là làm quỷ không được, làm người không xong. Họ Trần tôi đây, lẽ nào thực sự chỉ có thể lấy cái chết tạ tội sao? Tôi không cam lòng. Tôi thực sự không cam lòng. Báo cáo. Trưởng quan, vừa bắt được một người ở gần đây. Ban đầu tôi tưởng là thám tử của Hồng Quân, sau đó phát hiện là doanh trưởng Châu. Anh ta nói muốn gặp anh. Châu Hán Tường. Đưa cậu ta vào đây.
洒在金色的路上。